Georgia mặt trận tiếp theo. Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Georgia, tên tiếng Anh là Georgia, đang thu hút được sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Mọi chuyện xoay quanh luật can thiệp nước ngoài của nước này. Các cuộc biểu tình lớn đã xảy ra ở đây. Kết quả là chính phủ buộc phải thu hồi lại luật này. Sự kiện này nếu chúng ta chỉ nhìn sơ qua trên bề mặt thì có lẽ không có gì để nói. Tuy nhiên, nếu như chúng ta nhìn trên bản đồ thì sẽ thấy rằng Georgia tiếp giáp với lãnh thổ Nga. Điều này cho thấy bản chất của những xung đột nội bộ của đất nước này là đến từ việc chuyển đổi chiến trường chống Nga của phương Tây. Nói cách khác, một Ukraine thứ hai đang được tạo nên và kịch bản năm 2014 đang lặp lại. Vậy thì luật can thiệp nước ngoài là gì và nó có ý nghĩa gì với Georgia? Tại sao người ta lại phải cáo buộc phương Tây can thiệp vào sự kiện này? Hoàng Hải xin mời quý vị đi tìm lời giải cho nó ngay sau đây. Georgia và giấc mơ NATO. Để hiểu được sự kiện này thì chúng ta cần phải đi vào bối cảnh của nó. Vào năm 2008, Georgia và Nga đã đứng trên bờ vực chiến tranh toàn diện sau khi xe tăng Nga lăn bánh qua biên giới để hỗ trợ quân ly khai ở khu vực ly khai Nam Ossetia. Sau đó, Điện Kremlin đã công nhận lãnh thổ này là một quốc gia độc lập cùng với một khu vực ly khai khác là Abkhazia. Sau 14 năm, cuộc tranh giành quyền lực ở Nam Ossetia đã trở thành một vấn đề nhức nhối đối với Georgia vì nó tiếp tục tạo ra nhiều vấn đề cho chính phủ nước này. Khi đó thì Georgia dường như sắp phải đối mặt với một cơn đau đầu mới vì lực lượng ly khai ở Nam Ossetia có thể giúp người Nga mở rộng biên giới mà không cần tốn một viên đạn nào. Vào năm 2022, lãnh đạo phe ly khai Anatoly Bibilov đã tuyên bố rằng khu vực ly khai Nam Ossetia của Georgia sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga vào ngày 17 tháng 7. Được biết, ông Anatoly Bibilov đã ký sắc lệnh tổ chức trưng cầu dân ý tại vùng lãnh thổ này. Nhà lãnh đạo tin rằng người dân trong khu vực muốn trở thành một phần của Nga. Ông Bibilov nói, chúng ta đang về nhà, đã đến lúc cần đoàn kết một lần và mãi mãi. Nam Ossetia và Nga sẽ lại ở bên nhau. Đây là khởi đầu của một câu chuyện mới lớn hơn. Thông báo này được đưa ra sau 79 ngày Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Ngoài ra, các khu vực ly khai như Donetsk, Luhansk và thành phố Kherson của Ukraine cũng bày tỏ mong muốn được gia nhập Nga. Cho đến nay, bốn khu vực này đã thể hiện sự quan tâm đến việc gia nhập Nga và đây sẽ là một trở ngại lớn đối với Liên minh châu Âu. Họ vốn đã từng vướng vào tranh chấp với Nga về Nam Ossetia vào năm 2008. Bắc Ossetia đã là một phần lãnh thổ của Nga. Mặt khác, người dân ở Nam Ossetia cũng được cho là không hài lòng với quân đội của Georgia. Sự can thiệp của Nga vào Nam Ossetia đã bắt đầu khi mà Georgia phát động một cuộc tấn công quân sự lớn vào vùng đất này. Vì từ những năm 1990, khu vực Nam Ossetia đã được hưởng quyền tự trị một phần và Georgia muốn chấm dứt điều đó. Khi Nga tiến vào khu vực để hỗ trợ Nam Ossetia, Tổng thống Georgia khi đó là Mikhail Saakashvili đã tuyên bố rằng hai nước đã chính thức có chiến tranh. Trận chiến đã kết thúc sau 5 ngày bởi vì nó quá tàn khốc, đến mức mà người Mỹ không còn cách nào khác là phải can thiệp và kêu gọi ngừng bắn. Mô hình của cuộc trưng cầu dân ý tại Nam Ossetia hiện nay là khá giống với Crimea. Vào năm 2014, sau khi Nga chiếm được bán đảo Crimea từ Ukraine. Một cuộc trưng cầu dân ý đã được tổ chức và kết quả là 97% người dân được cho là đã bỏ phiếu ủng hộ việc gia nhập Nga. Còn ở Nam Ossetia, phần lớn trong số khoảng 70.000 cư dân tại đây là khác biệt về mặt sắc tộc với người Georgia. Thậm chí nhiều người trong số họ còn mang hộ chiếu Nga. Cho nên Moscow gần như chắc chắn sẽ chiếm lấy khu vực này. Vì vậy, vào ngày 17 tháng 7, phương Tây dường như sắp phải trải qua một khoảnh khắc đối đầu khác khi một phần đáng kể diện tích lãnh thổ vốn thuộc Georgia có thể gia nhập Liên bang Nga. Mặc dù cuộc trưng cầu dân ý sau đó đã được hủy bỏ, nhưng mà rõ ràng là ý định sát nhập về Nga đã tồn tại và nó sẽ xảy ra không sớm thì muộn nếu như ý dân được trưng cầu. Bởi vì thực tế không thể chối bỏ, đó là có quá nhiều người dân Nga đang sinh sống lâu đời tại đây. Chính vì thế mà phương Tây đã hiểu rằng họ sẽ khó có thể giành được kết quả gì khi mà chính phủ đương thời cùng với dân chúng nơi đây giữ được một thái độ trung lập chứ chưa nói đến việc tích cực chống lại Nga. Tuy nhiên, sau đó thì phần còn lại của Georgia trong 15 năm đã âm thầm nuôi dưỡng một giấc mơ được chấp thuận vào tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Trong thời gian đó, các quan chức Mỹ và châu Âu đã nói rằng Georgia sẵn sàng về mặt kỹ thuật để gia nhập liên minh này. ấy thế nhưng, không có một hành động cụ thể nào được thực hiện để thực hiện lời hứa đưa Georgia trở thành một phần của NATO. Vào tháng 6 năm 2022, Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Madrid đã được tổ chức nó được cho là sẽ vạch ra một lộ trình về các mục tiêu chiến lược và kế hoạch chi tiết của Liên minh trong thập kỷ tới và tất nhiên tư cách thành viên của Georgia vẫn không nằm trong số các điểm dự kiến sẽ được đưa ra thảo luận. Điều đang chú ý là cơ hội của Georgia lại được trao cho Phần Lan và Thụy Điển. Buồn cười hơn nằm ở chỗ, những quốc gia đang có xung đột với Nga như là Ukraine hay là Georgia lại không thể trở thành một thành viên của NATO. Trong khi hai quốc gia là Phần Lan và Thụy Điển không có một xung đột nào với Nga lại có thể trở thành thành viên của NATO. Điều này nói lên rằng NATO thực sự chỉ đơn thuần là đang tìm kiếm xung đột với Nga ở các khu vực hòa bình. Họ thực sự không phải là một chiếc ô để bảo vệ an ninh cho bất kỳ một quốc gia nào. Và ngược lại, họ cần chiến tranh và muốn kiếm lợi từ các cuộc chiến mà thôi. Ở trong bối cảnh này, tại Georgia, một đảng bảo thủ thân Nga đã đạt được một sức hút to lớn và nó nhanh chóng mở rộng cơ sở mới trên khắp đất nước và cũng đang tiến hành một chiến dịch chống lại NATO chính sách đối ngoại và luật can thiệp nước ngoài của Georgia. Hẳn là quý vị còn nhớ vào tháng trước, trong khi các đồng minh của Ukraine ở châu Âu và trên thế giới áp đặt các biện pháp trừng phạt chống Nga, thì Georgia lại bỏ phiếu trắng một cách đáng chú ý. Thủ tướng Georgia Irakli Garibashvili đã biện minh cho động thái này, tuyên bố rằng việc tham gia các biện pháp trừng phạt của phương Tây sẽ chỉ gây thiệt hại cho đất nước và dân chúng của chúng tôi nhiều hơn mà thôi. Tổng thống Ukraine Zelensky khi đó đã triệu hồi đại sứ của mình tại Georgia để bày tỏ thái độ phản đối. Đồng thời ông ấy đã chỉ trích các nhà lãnh đạo Georgia là vô đạo đức. Thoạt nhìn thì có vẻ như lý do chính của Georgia bỏ phiếu trắng là để tránh bị lôi kéo vào một cuộc xung đột vũ trang. Bởi vì quốc gia này có thể trở thành một mục tiêu tấn công tiếp theo của Nga bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, phía sau nó lại là một câu chuyện khác. Đó là lợi ích về kinh tế. Với việc các tuyến đường thương mại qua Nga bị đóng cửa và hàng hóa lưu thông bị cấm hoàn toàn giữa phương Tây và Nga, phương Tây đã tìm kiếm các giải pháp thay thế từ các nước láng giềng của Nga. Và tình thế cấp bách này đã tạo ra một cơ hội cho các quốc gia trong khu vực thu về lợi ích kinh tế. Tại một cuộc họp báo vào ngày 18 tháng 1, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tuyên bố rằng ông ấy rất vui mừng vì các mối liên hệ với Georgia đang được phát triển tích cực. Ông ấy cũng lưu ý rằng GDP của Georgia đã tăng 10% vào năm 2022, phần lớn nhờ vào du lịch và quan hệ thương mại với Liên bang Nga. Trong những năm gần đây, sự phụ thuộc của nền kinh tế Georgia vào các nước láng giềng phía Bắc đã tăng lên một cách rõ rệt. Một phần là do dòng người Nga ổ ạt chạy trốn khỏi các cuộc tổng động viên, hoặc là ảnh hưởng của các biện pháp trừng phạt. Theo một báo cáo của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế Georgia, ngay cả trong năm 2021, hơn 23% khí đốt là nhập khẩu từ Nga. Trong khi đó, vào năm 2018 thì con số này chỉ là 2,8%. Ngoài ra, có tới 94% lúa mì của nước này là đến từ Nga. Trong nỗ lực gần đây của mình để củng cố hơn nữa lợi ích quốc gia, Tổng thống Georgia đã tạo ra hai dự luật. Dự luật đầu tiên là về tính minh bạch của ảnh hưởng nước ngoài, sẽ buộc các pháp nhân phi thương mại và các cơ quan truyền thông nhận hơn 20% thu nhập từ nước ngoài, phải đăng ký với chính phủ với tư cách là đại lý có ảnh hưởng nước ngoài. Dự luật thứ hai về đăng ký đại lý nước ngoài bắt buộc bất kỳ một cá nhân hoặc là pháp nhân nào nhận tài trợ từ nước ngoài phải đăng ký làm đại lý nước ngoài. Những người xây dựng luật này cho rằng đây là một bản sao của đạo luật đăng ký đại lý nước ngoài vốn được khoa kỳ ban hành vào năm 1938 để đối phó với mối đe dọa từ chủ nghĩa phát xít và các hệ tư tưởng thù địch khác. Nói một cách dễ hiểu, thì hai dự luật này sẽ giúp chính phủ Georgia kiểm soát được các cá nhân và tổ chức có nguồn tài trợ từ nước ngoài. Về mặt chính trị, họ đang thắt chặt hơn nữa việc quản lý những đối tượng được nước ngoài hậu thuẫn để thực hiện các động thái chính trị, ví dụ như là bạo động lật đổ, gây bất ổn an ninh xã hội vân vân. Tuy nhiên, chính các chính trị gia phương Tây bây giờ lại không ủng hộ đạo luật này. Ví dụ, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price đã bày tỏ lo ngại sâu sắc về dự thảo luật, cho rằng nó không phù hợp với nguyện vọng của người dân Georgia và hy vọng được gia nhập cộng đồng châu Âu Đại Tây Dương của nước này. Còn đại sứ Hoa Kỳ tại Georgia Kenley Dagnan đã lập luận rằng các luật được đề xuất khác với các luật hiện hành của Hoa Kỳ và sẽ làm tổn hại mối quan hệ của nước này với phương Tây. Phương Tây đang cáo buộc Georgia học theo đường hướng luật pháp của Nga và hiện không yên tâm khi thấy Georgia xích lại gần Nga hơn với những dự luật mới. Do đó, họ sẽ không ngồi im mà sẽ cố gắng can thiệp vào quá trình làm luật của Georgia. Vào ngày 28 tháng 2, Ủy viên Nhân quyền EU Duzia Mijatovic đã bày tỏ mối quan ngại của mình với Chủ tịch Quốc hội Georgia. Nhiều đại sứ từ các quốc gia thành viên EU tại Tbilisi cũng bày tỏ lo ngại về tương lai của đất nước này khi mà hai đạo luật mới sẽ được thông qua. Đại diện Liên Hợp Quốc tại Georgia cũng bày tỏ lo ngại về tương lai của các dự án trong nước và luật này có thể làm suy yếu nền dân chủ của Georgia như thế nào. Điều đáng ngạc nhiên tiếp theo đó là các cuộc biểu tình lớn chưa từng có nổ ra ở Georgia không chỉ chống lại dự luật này mà mọi người còn hô vang khẩu hiệu chống Nga và đốt cờ Nga. Người ta muốn gia nhập EU và NATO. Và trên Twitter, nhiều người đã cung cấp những thông tin cho thấy rằng CIA của Mỹ đang đứng sau giật dây cuộc biểu tình. Có người cho rằng Soros, CIA, cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ USAID Quỹ hỗ trợ dân chủ cho các quốc gia NED và EU là những người đã tài trợ cho những cuộc biểu tình ở Georgia. Nhà phân tích chính trị và địa chính trị Michael Asra đã tweet rằng CIA bắt đầu can thiệp vào một cuộc cách mạng màu khác và cố gắng thành lập một chính phủ bù nhìn ở Georgia. Không ai trong số này là người dân. Họ muốn làm đảo lộn sự cân bằng của xã hội thông qua những lời dối trá và tuyên truyền. Giống như là cuộc bạo loạn ở Mỹ vào năm 2020. Còn nhà hoạt động phản chiến Abel Tolimson thì tweet rằng các tổ chức phi chính phủ do Hoa Kỳ tài trợ và các phương tiện truyền thông độc lập do Hoa Kỳ tài trợ từ USAID và CIA đang thúc đẩy một cuộc đảo chính ở Georgia, tương tự như Ukraine vào năm 2014. Trong bối cảnh gia tăng bạo lực từ các cuộc biểu tình, chính phủ đã sử dụng những biện pháp mạnh để đàn áp chúng. Trước áp lực từ trong và ngoài nước, chính phủ Georgia đã chính thức thu hồi một dự luật nhằm xoa dịu người biểu tình. Trên thực tế thì dự luật của Georgia không là gì so với cách mà Mỹ, Pháp hay là Ấn Độ hay là Israel đang kiểm soát các tổ chức phi lợi nhuận. Cho nên, người Nga đã nói rằng Liên minh châu Âu là đạo đức giả trong sự kiện ở Georgia. Vì tại nhiều nước trong khối này, quy định của họ thậm chí còn chặt chẽ hơn nhiều so với dự luật của Georgia. Đặc biệt là nó lại là một bản mô phỏng của một luật của Hoa Kỳ đã ban hành vào năm 1938 mà chúng ta đã nói ở trên. Vậy mà bây giờ đây phương Tây lại chỉ trích và phản đối, thậm chí là không thừa nhận dự luật này của Georgia. Như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng vấn đề ở đây không nằm ở dự luật, nó cũng không nằm trong vấn đề quốc gia này có được gia nhập vào Liên minh châu Âu hay là NATO hay không, mà nó đơn thuần chỉ là bàn tay khuấy động của phương Tây ở khu vực giáp biên giới Nga. Tức là mục tiêu của họ là chống Nga, chứ không phải là vì hòa bình, thịnh vượng hay là tự do dân chủ nhân quyền nào cả. Cho nên, Nga mới chế giễu phương Tây là đạo đức giả. Và đứng về góc độ quốc gia mà nói thì chính phủ cầm quyền Georgia đang đặt lợi ích quốc gia của mình lên trên hết và họ đang chọn trung lập không chống Nga bởi vì họ biết rằng họ không thể trông chờ vào sự bảo vệ của NATO. Họ cũng không muốn mình trở thành một Ukraine thứ hai. Điều này sẽ làm cho phương Tây không hài lòng. Họ cần có một người nhiệt huyết chống Nga và sẵn sàng hy sinh người dân giống như ông Zelensky. Do đó, họ cần phải có một cuộc đảo chính để lật đổ chính phủ đương nhiệm và dựng lên một chính phủ mới tích cực chống lại Nga hơn. Cho nên, các chuyên gia quân sự đang lo ngại rằng việc Georgia có thể lặp lại con đường của Ukraine hiện tại và dàn dựng các cuộc biểu tình dẫn đến đảo chính như ở Kiev vào năm 2013 và 2014. Nếu như chính phủ vẫn tiếp tục thể hiện sự yếu kém thì chắc chắn họ sẽ bị kéo đổ. Và nếu như phương Tây có thể loại bỏ chính phủ Georgia hiện tại thì mặt trận thứ hai hoặc thứ ba có thể được mở ra để chống Nga. Để chứng minh cho lập luận này, chúng ta có thể nhìn vào phản ứng của Nhà Trắng. Thông cáo báo chí của Nhà Trắng đã đưa ra lời cảnh báo đối với Tổng thống đương nhiệm Georgia. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan nhấn mạnh với Tổng thống Georgia Salom Zurabichvili về những sự cần thiết của việc Georgia không trở thành một nền tảng để nga trốn tránh các biện pháp trừng phạt điều này đã thể hiện rất rõ mục tiêu của hoa kỳ ở đây vẫn là lấy chống nga làm cốt lõi họ ngấm ngầm gửi đến tổng thống đương nhiệm của georgia tín hiệu rằng nếu như các ngài nghe theo lời chúng tôi thì đất nước của các ngài sẽ có cái gọi là tự do và dân chủ còn nếu như không nghe lời thì các ngài sẽ bị lật đổ vậy thì đây có phải là tự do dân chủ hay không đây chính là hành vi can thiệp vào nội bộ bằng quyền lực mềm trắng trợn vi phạm quyền tự quyết của một quốc gia và khi mà chính phủ đương nhiệm của Georgia bất tuần, thì nó sẽ lại đi theo vết xe đổ của Ukraine hiện tại và sẽ còn nhiều người hơn nữa thiệt mạng trong các chương trình nghị sự thù địch của các chính trị gia phương Tây. Và bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.